Xin chào mọi người đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của công ty Big Bang Solar. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một giải pháp điện mặt trời độc lập chạy điện sinh hoạt kết hợp với hệ thống tưới tiêu 3 pha nha mọi người. Hệ thống này được bên em setup cho anh Toàn tại Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Toàn sẽ mua bộ này để tặng bố mẹ vợ anh ở Đắk Minh, Đắk Lắk nha mọi người. Thì bố mẹ vợ anh mới mua một đẩy ở trên đấy và khu vực này thì không có điện lưới. Và với hệ thống này sẽ giúp cho gia đình bố mẹ anh có thể vừa sử dụng điện sinh hoạt, đồng thời sẽ sử dụng hệ thống tưới tiêu 3 pha để tưới cho rẫy tiêu và rẫy cà phê nha mọi người. Và em cũng tin chắc rằng đây là một cái giải pháp điện mặt trời sẽ đáp ứng được nhiều khách hàng và giải quyết được nhiều nhu cầu sử dụng điện với những anh chị đang sinh sống ở khu vực không có điện lưới. Thì cấu hình này bên em setup ở đây chạy một biến tần hybrid lock power. Biến tần lock power này thì vừa chạy được chế độ hybrid và chế độ độc lập. Tuy nhiên ở đây không có điện lưới, vậy nên thì chúng ta sẽ chạy ở chế độ độc lập nha mọi người. Kết hợp với một khối pin lưu trữ BSB phiên bản Luxury lưu trữ 5,12 kWh. Tại vì bố mẹ anh thì không có sử dụng nhiều thiết bị điện, trong đó chỉ có một cái tủ lạnh và thắp sáng, lâu lâu còn nấu cơm nhé mọi người. Thì với một khối pin này đã đủ đáp ứng sử dụng được cái nhu cầu của bố mẹ anh. Đồng thời hệ thống sẽ kết hợp với 10 tấm pin Runergy, công nghệ N-Type TOPCon, công suất mỗi tấm là 585W. Và đối với hệ thống tưới tiêu thì sẽ sử dụng một biến tần bơm Top Power. Biến tần bơm này công suất là 5,5 kW nha mọi người. Biến tần bơm 3 pha dòng Top Power được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tưới tiêu bơm nước. Có cái sẵn các giải pháp 1 pha và 3 pha nha mọi người. Thì trước đây thì em cũng đã giới thiệu một cái giải pháp cũng khá là hay, đó là sử dụng điện 1 pha đấu vào biến tần Top Power và sử dụng cho các cái bơm 1 pha để khởi động mềm, hoặc là biến tần chạy cho bơm 3 pha chạy 220 khoảng 4 ký trở về thì chúng ta có thể đấu trực tiếp. Còn riêng với các hệ thống 3 pha thông thường thì chúng ta phải gắn hai hệ thống tấm pin riêng biệt, thì như vậy thì sẽ tốn chi phí hơn. Còn đối với giải pháp này thì bên em sẽ tích hợp chung vào một hệ thống, chúng ta vừa sử dụng hệ thống sinh hoạt với biến tần lock power, đồng thời khi chúng ta bơm thì chúng ta có thể sử dụng được cái dàn pin này để kết hợp cho bơm mà không phải đầu tư một dàn pin khác. Như vậy sẽ giúp cho anh Toàn tiết kiệm được chi phí đáng kể nha mọi người. Thì em cũng giới thiệu chi tiết hơn. Ở đây thì nguyên lý cũng khá là đơn giản thôi. Đối với dàn pin năng lượng mặt trời á, khi chúng ta đấu xuống thì chúng ta cũng sẽ chia làm hai chuỗi độc lập nhau nha mọi người. Mỗi chuỗi là 5 tấm nối tiếp, như anh đang sử dụng ở đây tổng là 10 tấm thì chúng ta sẽ chia làm hai chuỗi. Và mỗi chuỗi 5 tấm nối tiếp chúng ta sẽ đấu trên cái CBDC mà bên em đã chuẩn bị ở đây. BV1 là một cặp âm dương đi vào đây và BV2 là một cặp âm dương đi vào đây. Khi mà chúng ta không chạy hệ thống bơm thì cái CB này chúng ta sẽ bật lên. Khi đó thì hệ thống lock power sẽ tận dụng tối đa 10 tấm pin đưa vào trong hệ thống lưu trữ, đồng thời sẽ cấp cho tải nhà sử dụng. Và khi mà anh chị muốn bơm tưới tiêu á, thì chúng ta sẽ tắt cái CBDC này xuống, ngắt dàn pin từ hệ thống dàn ở trên mái đưa vào trong biến tần nha mọi người. Thì khi đó hệ thống tải nhà của chúng ta vẫn sử dụng bình thường và sẽ sử dụng trực tiếp từ pin lưu trữ BSB cấp xuống cho nhà dùng. Và đồng thời khi đó chúng ta sẽ bật cái phía CB này lên để kết nối dàn pin năng lượng mặt trời. 10 tấm nối tiếp sẽ đi thẳng vào trong biến tần bơm, sẽ cấp vào trong một cái biến tần bơm Top Power 3 pha này và sẽ đưa trực tiếp xuống hệ thống bơm của chúng ta nhé mọi người. Đó sẽ cũng rất là đơn giản thôi. Thì đối với một số giải pháp trước đây á, thì thông thường thì chúng ta sẽ đấu một chuỗi khoảng 5 hoặc là 6 tấm vào trong biến tần Top Power để chúng ta sử dụng riêng biệt cho hệ thống gia đình. Còn chúng ta sẽ đầu tư thêm một hệ thống dàn pin khoảng 10 đến 15 tấm pin nối tiếp để đấu vào bơm 3 pha. Như vậy thì cái chi phí đầu tư cũng sẽ cao hơn. Đồng thời vào những cái lúc mà chúng ta không sử dụng bơm thì việc mà tận dụng hết dàn pin năng lượng mặt trời để sử dụng sinh hoạt á, thì nó cũng không có được. Vậy nên thì với giải pháp này vừa giúp anh chị tối ưu chi phí đầu tư, vừa giúp chúng ta khai thác tối đa hiệu quả dàn pin năng lượng mặt trời nhé mọi người. Thì với tổng cái mức đầu tư cho hệ thống này rơi vào 80 triệu thì chúng ta đã sử dụng được một cái giải pháp điện mặt trời có lưu trữ, đồng thời sử dụng luôn cả hệ thống bơm 3 pha nhé mọi người. Chúng ta không cần phải đầu tư một số tiền lớn để kéo điện lưới về. Tại vì với những khu vực ở xa, việc mà chúng ta kéo điện lưới về không chỉ giải quyết được vấn đề điện trước mắt, mà cái vấn đề nan giải đó là cái đường truyền tải điện ở xa thì nó sẽ dễ bị sụt áp. Việc mà sử dụng các cái thiết bị gia đình á, sẽ khó khăn hơn. Tại vì khi điện áp thấp, nó sẽ dễ gây ra hiện tượng chập chờn và có thể cháy các thiết bị trong nhà. Còn với giải pháp điện mặt trời độc lập như này thì chúng ta sẽ đầu tư một lần và sử dụng lâu dài, chứ không phải mất chi phí từ điện hàng tháng như việc kéo điện lưới nha mọi người. Bên em thì cũng đã setup xong rồi. Thì anh Toàn chiều nay cũng có lên bên em, nhưng mà cũng có xin phép ý anh quay anh một chút đưa lên kênh, nhưng mà anh cũng ngại nha mọi người. Vậy nên thì em xin phép không có quay anh Toàn. Thì anh có lên trên này. Đồng thời thì sau khi anh đầu tư hệ thống này thì cũng có anh chị trong nhà gửi tặng bố mẹ anh tủ lạnh Toshiba nha mọi người. Đó, tủ lạnh Toshiba này cũng sẽ được gửi kèm về Đắk Minh
Đắk Lắk nha mọi người. Bố mẹ anh hiện tại sinh sống ở khu vực này thì không có điện lưới, đang sử dụng máy dầu để chạy cho mọi người. Buổi tối thì thường thì không có sử dụng điện, tại vì bật máy dầu thì nó còn vừa ồn ào, vừa hôi mùi dầu và đồng thời nó còn tốn nhiên liệu. Nhưng mà với hệ thống điện mặt trời như này thì bố mẹ anh có thể vừa thắp sáng, vừa sử dụng điện sinh hoạt, đồng thời vừa có thể phục vụ tưới tiêu cho các cái vườn tiêu và vườn cà phê đang đầu tư ở Đắk Min. Đó, thì cái giải pháp này sẽ có nhiều anh chị quan tâm, thì Big Bang Solar cũng hy vọng với video ngắn ngày hôm nay thì cũng có thể giới thiệu đến cái giải pháp điện mặt trời độc lập để cho anh chị có thể tham khảo. Chúng ta đầu tư một hệ thống như này, đầu tư một lần và sử dụng lâu dài, sau này nếu mà điện lực có kéo điện lưới về đây á, thì chúng ta có thể kết nối vào trong hệ thống và chạy chế độ hybrid. Cái đấy thì chúng ta sẽ sử dụng được nhiều thiết bị hơn và thời gian sử dụng sẽ ổn định hơn nha mọi người. Chia sẻ chi tiết hơn về combo thì hệ thống đang sử dụng miếng tần Lắk Power. Như em đã chia sẻ thì với phân khúc Lắk Power sẽ đáp ứng cho những anh chị chúng ta sử dụng đầy đủ các chức năng hybrid. Vì dòng này là dòng phổ thông, vậy nên sẽ trang bị quạt tản nhiệt và thiết kế IP20. Nó sẽ không có trang bị nhôm tản nhiệt nguyên khối và IP65 như dòng Deze. Nhưng mà với cái giá thành của Lắk Power như hiện tại thì nó sẽ đáp ứng đầy đủ các cái tiêu chí, vừa chạy được chế độ hybrid ổn định và sử dụng lâu dài được nha mọi người. Nhưng mà lưu ý giúp em, cái vị trí lắp đặt chúng ta nên gắn ở một cái khu vực mà nó không có bị ẩm và ít bụi bặm, tại vì máy sử dụng quạt tản nhiệt, vậy nên thì để đảm bảo sử dụng lâu dài và an toàn thì anh chị nên lắp ở vị trí an toàn giúp em nhé. Đó là đối với biến tần Lắk Power. Với bản 6 ký này sẽ cho phép chúng ta lắp full được 8 ký pin năng lượng mặt trời. Và hiện tại ở đây thì anh Toàn đang gắn là 10 tấm Dunergy, thì tổng công suất đang rơi vào khoảng 5,85W. Thì anh cũng có thể tăng lên lắp 14 tấm pin cũng được, nếu mà sau này anh cần thiết muốn tăng cái nhu cầu sử dụng lên đó thì chúng ta có thể tăng thêm 4 tấm pin. Còn đối với hệ thống này thì anh cũng quan tâm về chất lượng của pin lưu trữ, thì anh lựa chọn luôn dòng BSB. Bản này thì là bản Luxury treo tường, tại vì hệ thống này khi mà chúng ta lắp ở khu vực mà rẫy, chúng ta treo hết lên tường nó sẽ an toàn hơn, tránh côn trùng hoặc độ ẩm nhé mọi người. Còn đối với bản Luxury này sẽ thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, về tiêu chuẩn bảo vệ cao hơn so với các cái bản rack mount. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn IP54, nó sẽ có các cái zone bảo vệ xung quanh nhé mọi người. Nhưng mà đối với pin lưu trữ thì chúng ta cũng phải lựa chọn vị trí lắp đặt ở trong nhà, tại vì không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và đồng thời khi nước tác động vào nó cũng ảnh hưởng vào BMS, và nên thì cái việc lắp ở trong nhà nó sẽ an toàn cho hệ thống. Với BSB sử dụng cell của EV chính hãng, tuổi thọ thiết kế là 6.000 lần nạp xả nha mọi người. Quy đổi ra thì đối với tuổi thọ của BSB nó sẽ lên đến 15 năm và dòng này sẽ trang bị chống cháy nổ, vậy nên thì khi chúng ta sử dụng nó sẽ an toàn hơn. BSB thì có chính sách bảo hành 5 năm. Còn đối với biến tần Lắk Power, phiên bản SNA 6 ký sẽ có chính sách bảo hành là 3 năm nhé mọi người. Còn đối với biến tần Top Power ở đây, Top Power là một cái dòng sản phẩm về biến tần năng lượng mặt trời dành cho các cái động cơ 3 pha và hệ thống tưới tiêu cho gia đình nhé mọi người. Và công suất cũng rất là đa dạng, từ 3 ký cho đến 30 kW đều có sẵn. Đây là dòng biến tần em đánh giá về chất lượng tương đối là cao, với chính sách bảo hành 18 tháng. Và cái công suất của dòng Top Power này về thiết kế linh kiện nó sẽ tương đối là hầm hố, nó sẽ khá là khác biệt so với các cái sản phẩm khác. Bên em cũng đã dùng qua nhiều loại, nhưng mà khi mà sử dụng tới Top Power thì bên em đánh giá rất là cao. Mọi người có thể đánh giá thông qua cái việc mà thiết kế các cái phần linh kiện. Em sẽ quay sát cho mọi người xem. Ở đây phần nhôm tản nhiệt mọi người có thể thấy này, nhôm tản nhiệt khá là dày, vì vậy nên trong quá trình sử dụng nó sẽ tản nhiệt tốt hơn. Về hệ thống công suất nó sẽ mát hơn, bốt phét nó hoạt động nó sẽ ổn định hơn nha mọi người. Cái này nó hơi liên quan đến cái thông số kỹ thuật một chút, nhưng mà em cũng giới thiệu qua với những khách hàng mà chúng ta đang sử dụng tưới tiêu từ 5 ký trở lên và sử dụng điện 3 pha thì có thể lựa chọn Top Power. Dòng này thì ngoài là việc mà thiết kế hầm hố với các dải nhôm tản nhiệt và các tụ lớn để giúp cho nó bền bỉ ổn định hơn, thì một cái thông số rất là quan trọng đó là dải điện áp DC, cho phép chúng ta gắn mắc DC lên đến 900V. Thông thường thì các cái dòng biến tần thì nó chỉ nằm mắc ở khoảng 700 cho đến 800V thôi. Nhưng đối với dòng Top Power này sẽ lên đến 900V. Với những anh chị mà chúng ta đang sử dụng bơm khoảng 5 ký, mà chúng ta muốn gắn full tấm pin á, thì dùng biến tần Top Power nó sẽ thuận tiện hơn. Tại vì sao? Chúng ta có thể kết nối full 17 tấm pin trong một hệ thống và có thể đẩy công suất dàn pin lên đến 10 ký. Thay vì các hệ thống trước đây mà chúng ta muốn bơm khỏe, chúng ta muốn tăng công suất thì chúng ta phải lắp 2 chùi song song, và tối thiểu mỗi chùi nó rơi vào khoảng 13 tấm. Như vậy thì cái chi phí đầu tư tấm pin nó sẽ tương đối là cao đối với những anh chị mà chúng ta đang sử dụng bơm khoảng 5 ký đến 7 ký. Còn đối với Top Power thì chúng ta chỉ cần dùng một biến tần
chúng ta lắp một chuỗi pin nối tiếp lên đến 17 tấm và điện áp lên đến 850V thì chúng ta có thể sử dụng một cái công suất cao, không cần phải đầu tư nhiều tấm pin song song lại và tốn kém chi phí. Thì bên em sẽ sẵn các cái mã từ 4 ký 1 pha, 4 ký 3 pha, 5,5 ký, 7,5 ký, 11 ký, 15 ký, 22 ký và 30 ký nha mọi người. Sẽ đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu sử dụng của anh chị tùy theo cái hệ thống bơm mà chúng ta đang sử dụng. Thì để mà tư vấn chi tiết hơn thì anh chị có thể liên hệ đến Big Bang Solar. Bên em sẽ tư vấn anh chị sử dụng loại nào cho nó phù hợp và đúng theo cái thông số bơm mà anh chị đang sử dụng. Rồi quay trở lại một chút nữa thì về combo của anh Toàn thì bên em cũng đã setup xong rồi. Trong chiều nay thì bên em sẽ tiến hành xuất và gửi về anh Toàn. Cái quá trình đấu nối thì em sẽ có kỹ thuật làm việc trực tiếp với anh Toàn trong quá trình lắp đặt nha mọi người. Thì với hệ thống này sẽ có hệ thống giám sát từ xa để mà thuận tiện trong quá trình sử dụng. Thì anh có thể kết nối wifi trong quá trình dùng, có vấn đề gì phát sinh bên em sẽ đi vào cài đặt và kiểm tra từ xa, sẽ rất là linh hoạt cho anh. Anh cũng là một người khá là tình cảm khi đã dành tặng một hệ thống điện mặt trời chất lượng cho bố mẹ vợ. Chúc gia đình anh sẽ luôn luôn mạnh khỏe. Video của em đến đây là kết thúc. Hẹn gặp tất cả quý khách hàng ở video lần kế tiếp. Xin chào mọi người.